Lương thiện khó hơn thông minh. Một vị sư lên rừng hái củi. Trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi: "Trên tay con cầm gì thế?" Thằng bé láo cá: "Đố sư biết đó, nhưng nói sai, sư phải mất cho con bó củi nhé." "Một con bướm đã chết, đúng không?" "Ha ha, sai rồi, con bướm còn sống nha sư." Nói rồi, cậu tung con bướm bay lên trời. Vị sư cười nói: "Củi của con đây, cầm về đi." Thằng bé hế hửng đem bó củi về khoe cha. Ông tái mặt bước đến nhéo tai thằng con: "Đem bó củi lên chùa, trả rồi xin lỗi vị sư ngay." Thằng bé vừa đi vừa la: "Nhưng con thắng mà." Đến chùa, hai cha con chắp tay xin lỗi. Vị sư chỉ nhẹ mỉm cười, gật đầu. Trên đường về, cậu bé vẫn hậm hực. Người cha nhẹ nhàng nói: "Nếu sư nói con bướm còn sống, con cũng bóp cho nó chết, đúng không?" Từ đầu, ngài đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống rồi đó. Thằng bé lặng lẽ cúi đầu. Sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn lấy đi bao lý trí của mỗi chúng ta. Đừng thấy ai lùi mà vội bảo họ thua. Lương thiện khó hơn là thông minh, bởi vì thông minh là thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn, chỉ có được ở những trái tim nhân hậu.